Hello, hello, hello everybody, welcome to Heo VKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Thì hôm nay chúng ta đến với con đào hoa kiếm 2 của Full Tap nữa ha. Rồi ok, ở đây vẫn là 4 lát nhân vật, đó Long Thương nè ha. Rồi Long Kích gì đây, à đây là Long Thương. Đó, bản này Việt hóa khá là đầy đủ. Rồi ngự kiếm nè ha. Đó, bản này Việt hóa khá là đầy đủ. Đây, ok bây giờ Heo sẽ chọn nhân vật này ha. Cả nhà yêu mặt hồi. Ok ok đi, ok ok ok. Nào nào nào, vô game ha. Rồi cái bảng này là vào game là sẽ bị khóa gốc ha. Đó là anh em chú ý ha. Nhiều anh em là inbox cho Heo là sau vào game thì đồ ngoại nó đứng cứng y, cứng ngắc nè. Đó các bạn bấm vào tự do ha, để nhả cái gốc quay ra nha. Rồi bấm lên hoàn mỹ, xác nhận, ok. Cho đồ ngoại nó đẹp hơn. Nhưng mà Heo không biết là có đẹp hay không thì Heo không rõ ha. Để mái nhà cũng là thuộc dạng là lâu năm ha, thời tiền sử rồi. Rồi game này càng về sau thì nó càng khuyên nhiều ha. Hôm qua thì Heo có up cho anh em một bản cũng là đào hoa kiếm ha, khuyên rất là nhiều. Và bản đó thì Heo không mở được cái shop của nó. Thì có gì anh em vào nó tự tìm hiểu ha. Còn cái này thì cái shop bán gì quên mẹ nè, ngoại trang. Cái này thì shop bán ngoại trang nó có bán ha. Và bản này là nó free cho chúng ta là 20.000 xu web ha. Đó, để cho anh em nào có muốn thì có thể nạp vào game ha. 20.000 xu web đó anh em có thể để nạp 2 ngày cũng được nha. Mỗi ngày anh em nạp 10.000 thôi là cũng tích nạp được rồi nha anh em. Tích nạp 3 ngày cũng được khá nhiều đồ đó. Rồi đầu game thì phi cho chúng ta là 500.000 kim nguyên bảo ha. Đó. Rồi VIP thì anh em vào trong túi nè. Đây có cái viên 10.000 kim nguyên bảo nè ha. Các bạn ăn đó thì các bạn sẽ lên được VIP 6 ha. VIP 6 thì ở đây là free luôn quà VIP này nọ nè. Đó, ngon lành cành đào nha. Đấy, đấy, đấy. Rồi, xong rồi thì đâu rồi? Đây, đó, quà tích lũy nè. Ở đây được tích lũy 3 ngày ha. Đó, tích lũy ngày thứ hai thì chúng ta sẽ nhận được một cây cự kiếm. Đó, vãi lồn cả cự kiếm bự cho bá luôn, đẹp ghê không? Đó, đó, đó. Ngày thứ tư thì chúng ta sẽ nhận được một cái khung avatar ha. Đâu rồi, đâu rồi? Khung avatar. Nhớ nha anh em, quy là quy đầu game là quy luôn, nạp đầu luôn á là một được 10.000 kim nguyên bảo ha. Đó. Còn anh em nào comment tài khoản ở dưới cái video này ha thì là admin sẽ vào và gửi cho mỗi anh em, như vậy là được 20.000 ha. 20.000 xu web. Anh em có thể nạp liền vào game và tận hưởng ha. Không thì anh em cứ mỗi ngày tích ra nạp vào, chuyển vào game khoảng 10.000 thôi. Để mà nhận cái quà nạp đầu ha. Quà nạp tích lũy mỗi ngày hồi nãy hôm mới up á. Khá là ngon nha anh em. Ở đây còn nữa nè. Đó, nạp mỗi ngày nữa nè ha. Lụm 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 lụm. Đó. Đù. Cái cự kiếm này ngon nè. Ôi rồi rồi rồi. Ủa mà nó nằm ở cái móc nào vậy ta? Hình như là full móc.
Đúng rồi, full móc anh em ơi. Wow. Được nha, được nha. Full móc, full móc. Được này, được này. Ok, ok ha. Biết đâu thì mai chiều em sẽ test thử xem sao. Có full móc thì nó ra cái gì không. Ok. Đâu rồi, đây tích nạp 5 ngày nữa nè là sẽ đoạn được cái phi phong nữa nè. Đù, hồi đó giờ có quan tâm cái này đâu, bây giờ mới thấy là có cái phi phong luôn. Nhưng mà phi phong này cho nữ đẹp hơn ha, cho nam nhìn thấy hơi gớm gớm à. Còn nữa nè. Còn nữa không? Hình như cái này. Tích nạp nữa hả? Còn nữa hả? Ok. Mà bây giờ để chạy lên level cao cao cái ha. Để cho nó mở bớt chức năng ra rồi chúng ta tiếp tục quậy phá nữa ha. Rồi sau một thời gian chơi thì bây giờ heo đã lên được level cũng khá là cao ha. Rồi ok. Ủa cái con này là của mình nữa hả ta? Ờ đúng rồi kìa. Đào hoa tiên hả? Ờ hồi đó giờ mới heo mới để ý luôn á. Ok nãy giờ cũng khá nhiều ha. Bây giờ đây có tụ bảo bồn nữa hả? Trời trời. Trời ơi, hồi đó giờ chơi mấy level thấp nghỉ rồi ha. Bây giờ hôm nay vô là có tụ bảo bồn này nọ. Mấy game này càng chơi càng thấy ngon nha anh em. Anh em nào mà mới lần đầu chơi thì có thể vào chơi thử ha. Chơi đi sẽ bị ghiền nha anh em. Trời ơi, tụ bảo bồn. Ok, hôm nay đã hết lần quay rồi ha. Nè, tâm bảo nè. Ông nào hít có đồ này nọ thì tâm bảo mà lấy ha. Rồi đấu phó bản phúc lợi nè. Phúc lợi thì phúc lợi 7 ngày đó. Đó, 7 ngày, ngày thứ hai thì chúng ta sẽ có được một ngoại trang thú cưỡi ha. Đó, ngày thứ ba thì chúng ta sẽ có ngoại trang cánh nè. Đấy, đấy, đấy. Rồi ngày thứ tư thì chúng ta sẽ có được là kim nguyên bảo với cái gì đó. Rồi ngày thứ năm thì chúng ta sẽ có hoa ngữ kiếm gì nè đó, tiên khí ha. Rồi ngày thứ sáu thì là bảo hạch. Còn ngày thứ bảy thì anh em sẽ được một con bét hệ A ha. Đó, bét vàng hệ A nha anh em. Xuất chiến luôn. Đó, xuất chiến luôn nè em ơi, ra nè. Đó, cấp độ, đây là quà cấp độ ha, level ha. Đây là điểm danh 7 ngày. Heo chuyển sinh 2 rồi nha anh em. Nói chung thì game này thì chuyển sinh khá là nhanh gọn và lẹ luôn. Nói chung không có gì khó khăn hết anh em ơi. Rồi đây sôi nổi nè. Đó, sôi nổi cũng có kim nguyên bảo và bảo hạch này nọ quá trời luôn. À cái này là cái lưu kim. Cái này là bạc. Đang kiếm chỗ lên. Heo đang kiếm chỗ nhận ăn xếp thêm. Rồi ok. Cũng được kha khá. Bây giờ chúng ta qua bên thông tin server ha. Đây là trang chủ của game nha anh em. À đây, khai mở X7 vào 11 giờ ngày 24 ha. Ok, thì 11 giờ ngày 24 thì game sẽ khai mở X7. Anh em nào muốn vào đua top thì vào ha. Đó, đó, ok. Heo đã đăng nhập tài khoản vào rồi ha. Bây giờ qua fanpage lấy code nè. Đây, qua fanpage lấy code. Đó, game open X7 vào 11 giờ ngày 24 tháng 3 24 tháng 11 ha. X7 code nè. Đó, X6 nè ha. Heo đang ở X6 tại X7 chưa mở. Rồi, phi là 500.000 kim nguyên bảo cộng VIP 6 ha. Rồi, điện thoại chơi mượt, boss rớt đồ cực VIP nè. Đó, event live share tag bạn này nọ nè. Và có code ngày nữa nha anh em. Game này được cái là mỗi ngày là có mỗi code nha. Ok. Rồi vô
À, hồi nãy Heo đầu game thì Heo có nói ha, anh em để lại tài khoản ở dưới cái video này sẽ được nhận 20.000 xu ha. Đó, 20.000 xu nạp web. Thì Heo đâu rồi, đang ở bot 6 để nhập code cái. Ok. Rồi, thì Heo có nạp thêm 30 nữa ha vào game để nói chung là mình chơi và mình làm video ở game này hoài mà không nạp ủng hộ ad game thì cũng thấy kỳ kỳ ha. Ok, thì đã nạp vào đó, nhưng mà nạp thì anh em canh mấy cái móc này để nhận thêm quà ha. Đó rồi, lịch sử chuyển đó, rồi đổi xu nè ha. Ok, bây giờ đổi chuyển vô, chuyển 50 luôn ha, chuyển một lần luôn. Rồi đâu rồi, thư nè, đó cái này là code hồi nãy mới ăn nè ha. Đó, nhận này là đó, Kim Nguyên Bảo đã vào rồi nè. Đù, quà nạp 50.000 nè anh em. Đù. Ê, nạp nhiều có quà này nha. Thôi hơi 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 nhận đính kèm cái. Trời ơi, quá trời luôn, hộp 12 con giáp rồi, hộp đá nè. Đù. Ê, ta có nhiều đá ghê nè, 12 hộp lận nha. 12 hộp mà sao mở được có 2 hộp vậy? Rồi đây Kim Nguyên Bảo nè, được 5 vạn nè, 5 vạn là 500.000, ở lộn 50.000 đó, mới chuyển vô ha. Rồi, quà code này nọ, đó, code thì Kim Nguyên Bảo ha. Rồi trong này Kim Nguyên Bảo lôi nhôi gì nhóc luôn nè. Rồi hộp 12 con giáp gì nữa nè, trời ơi quá trời luôn. Kim Nguyên Bảo này quá trời luôn. À, túi tôi chưa mở. Ok ok, anh em chơi game là nhớ mở túi thêm nha. Đó, full rồi là phải nào mở ha, mở được rất là nhiều luôn. 20 trang, mỗi trang mỗi trang như vậy là 20, nhân lên là cái túi cũng khá là rộng á. Ok. Rồi đây tích nạp nữa nè, đó lụm nè, lụm nè. Hồi nãy là tính mua luôn cái nạp luôn cái 100 rồi, nhưng mà chắc là để video sau đi, để mở cái này nè. Heo hít cái ngoại trang kiếm này nè ha, cự cái gì, cái này chắc là ngự kiếm á chứ. Rồi đây tích nạp nữa nè, lụm nè ha, đó nên nạp nhiều nhiều để lấy thêm nhiều quà hơn, đậu xanh. Rồi đây tích nạp nữa nè, đó cái này tích nạp mới nhiều đồ nè, quá trời luôn. Con này con gì ạ, trạch ngư hả? Ok, đá nữa nè ha, đó xuất chiến đi trạch ngư ơi. Em nó là gì ạ? Trời ơi bét bê, chán thiệt chứ. Ok, có còn hơn không? Đây dấu chân ha, dấu chân hoa hồng. Rồi hào khí xung quanh nữa nè. Nó nó quá trời luôn. Hào khí thì trong hình như còn nữa. Cái này các móc quà của nó nè. Đù, khá nhiều ngoại hình luôn. Phải nạp nãy mà nạp 100.000 là ngon lành rồi. Thêm cái ngoại trang kiếm này nữa, đậu xanh 120 là wow. Một cái bộ thời trang khá đẹp. Đây cánh ha, này ngoại trang cánh. Cái này gì ạ? Đù, kinh nhỉ. Cái gì ạ? Trời ơi thần tướng Lữ Bố, ngon lành. Wow, còn đây là một cái bét rồng ha. Không phải bét mà là thú cưỡi rồng. Đấy, Heo lên luôn VIP 7 rồi. Ngại thiệt sự luôn á. Đó, phúc lợi chuyển sinh này nọ ha. Trời ơi quá trời luôn. Dùng luôn ha. Đó, dùng nữa ha. Rất là nhiều luôn nha anh em. Anh em nhớ like, share, ủng hộ Heo ha. Đây có cây kiếm nè, trang bị vô. Đây có cái đồ nè, dấu chân nè ha. Thôi bỏ cái này đi, cái này mở ra Kim Nguyên Bảo này nọ. Hộp 12 con giáp nữa. Chơi game gì chơi giết thì nó cũng sẽ nghiền ha. Đó, sử dụng, sử dụng nhận 5 triệu hả? Chắc là vậy quá. Ok, còn cái này mở rộng túi này nọ.
Còn cái này dùng vé để tâm bảo hả? Ta đang có bao nhiêu đây? Ok, vô kho lấy đồ. Sắp xếp cái nè. Không, tao không ăn cái này. Ôi giời ơi, một nồi kim nguyên bảo đậu xanh. Hay. Ồ, đang có event ghép đồ nữa kìa anh em. Khá là ngon nhỉ. Không, không, không. Đâu rồi, đâu rồi. Vô shop, heo tính đang vô shop nè hả? Để mua cái ngoại trang nè. Game này là shop bán khá đồ khá rẻ luôn ha. Cái hấp nhất là chỉ có 5 kim nguyên bảo đây, kim nguyên bảo không khóa nè. 5 kim nguyên bảo, cái mắc nhất là cái con tàu nè, tàu Titanic nè đây nè là 2.000 ha. Mắc nhất trong shop này là 2.000. Còn rẻ nhất là 5 kim nguyên bảo ha. Đó, khóa và không khóa đều như vậy ha anh em. Đó, nên là số kim nguyên bảo mà nó cho là anh em nhiều khi thấy ít nhưng mà tính ra nó khá nhiều đó anh em. Tùy vào cái thời giá mà người ta cho thôi. Đây, em sẽ mua. Hôm nay ta mua thử luôn 50 luôn nè. Đó, 50. Rồi bây giờ ta vô trong túi để ta mua cái ngoại hình, ngoại trang nè ha. Đâu rồi, cuộn giấy, đây. Không phải. Nằm đầu ta, hình như đợt cuối, đây nè, thấy nó rồi. Đây, 15, hôm nay ta mua ha. Á, đụng quá, vẫn không đủ. Vẫn không đủ, biết hồi nãy nằm 100 vô được rồi, đậu tương đó. 15 vé. Ok, cái kiếm xấu quá à. Ok, sẽ lấy một con rồng ha. Rồi lấy cái vũ khí nè. Rồi ta còn 5 hả? Còn 5 phiếu. 5 phiếu chắc lấy cây cờ này đi. Đó. Vũ khí nè, đó. Nhìn ngầu chưa? Trời ơi. Ai chơi ta nghèo đâu thiệt chứ. Giàu vậy mà còn chơi nghèo nữa là sao? Đó. Nhớ nha anh em, game free rất là nhiều luôn. Anh em nào thấy hay thì nhớ like và share ha. Đủ có nhiệm vụ từng nữa nè. Tao hoàn thành luôn chứ. Rồi 94 rồi, game này rất là nhanh lên level ha. Trời ơi, mới đây mà chuẩn bị lên level nữa anh em. Trời ơi, ngon lành luôn. Tiếp, chuyển sinh luôn, chuyển sinh 3 cái rồi nghỉ ha. Ok, link theo để dưới phần mô tả ha. Anh em nhớ nha anh em. Nhớ ha. Nhớ là còn code nữa nè, heo chưa có ăn nữa. Nhớ là 11 giờ ngày 24 ha, thì game khai mở X7. Anh em nào có chơi thì vào chơi ha. Free là 500.000 kim nguyên bảo với VIP 6 nè. Và anh em để lại tài khoản, tên tài khoản ở dưới phần miêu tả, ở lộn dưới phần bình luận ha. Và add game qua sẽ phát cho mỗi người là 20.000 xu web nha anh em. Đó, khá là ngon, khá là đam mê. Chuyển sinh cái nè, rồi nói gì nói ha. Đó, chuyển sinh 3 liền. Cái này còn nhiệm vụ nè, tới 70 lần anh em. Anh em nhớ like, share, ủng hộ heo mạnh mạnh tay vào nha. Đó. Bây giờ ta hoàn thành hết nhiệm vụ. Đó, game cho kim nguyên bảo không khóa luôn nè nha. Đó. Nhớ like và share ủng hộ heo mạnh mạnh tay vào nha anh em. Để có thêm động lực mà làm game ha. Còn anh em nào qua chơi game thì nhớ để lại cho heo ít uy tín ha. Để mà còn xin code hay là xin thêm này nọ cho anh em nha. Rồi ok, dùng đan bỏ vô đây luôn. Rồi thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ha. Nhớ like và share ủng hộ heo nha anh em. Bye bye. Rồi bây giờ đánh nè. Để góc tự do cho coi chứ nãy giờ khóa góc bực bội ghê.
Đó, đó, đang đánh trong này nè ha. Rồi, ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn ha. Game free khá là nhiều luôn. Và rất là nhanh lên cấp ha. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn.